Chào người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay cho là video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là thực chiến Tống Kim, môn phái Võ Đăng Kiếm nha anh em. Thì Võ Đăng Kiếm thì rất nhiều anh em hiện tại hồi xưa rất là mạnh, mà bây giờ rất nhiều anh em ít chơi. Tại vì thật sự là choáng của Võ Đăng Kiếm quýnh ấy, nó không có dính lắm, nên là rất nhiều anh em bây giờ không có đam mê Võ Đăng nhiều. Thứ hai là cái bộ kill của Võ Đăng nó không có né nhiều, nên là anh em mới đánh trong quần chiến ấy sẽ bị dính vấn hơi bị nhiều. Thì mình sẽ cùng mọi người coi cái phần này nha. Thì ở đây sẽ có là mỗi điểm thân pháp gây ra tấn công cộng 1,08. Vậy đây ở đây thôi, khi mà thấy như vậy thôi là Võ Đăng là anh em phải có những cái đá thân pháp để tăng lên rồi. Thứ tiếp tục là mê tung ảnh. Mê tung ảnh thì sẽ tỷ lệ né tránh hoàn toàn tấn công tầm xa, tấn công tầm gần. Cái này thì phải có một cái video test về cái né tránh của thân pháp thôi. Cái thân pháp này né tránh thì cũng hơi bị kinh nha. Thì thân pháp của anh em là phải lên ở mức là 3k2 điểm. Trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ xuyên chiết khấu từ 7-9%. Và mình sẽ nhận trung gian động tin tất cả những sản phẩm của VG, cũng như là làm up hoàn trả cho anh em ở server mới này, cũng như up kiếm tôn. Thì full hoàn trả đợt này sẽ là 1.560 nha anh em. Và nếu anh em cần đúc khí linh này, hoặc là bán xích khí linh, hoặc là mua kim long á, thì các bạn cứ liên hệ mình. Và nếu anh em cần các vấn đề trong game, hoặc là môn phái nào ấy, hoặc là anh em cần búp kim bảo lệnh bài, thì cứ liên hệ Zalo mình nha. Và bạn đừng quên like, subscribe kênh hộ mình. Thì bây giờ mình sẽ coi về mục tịch của Võ Đăng đi, phục tịch coi về kỹ năng là mục tịch đi. Né tránh hút sinh lực, hút nội lực cũng ngon ha. Cái còn lại là thổ công, sát thương, chí mạng, thời gian chờ. Ở đây là kháng thời gian choáng, tỷ lệ kháng choáng cũng khá là ngon nha. Quan trọng là khi bị trúng đòn này sẽ tung cái chiêu ra, tung cái chiêu cũng ngon nha. Nói chung là bị trúng đòn tung chiêu cũng ok đấy. Quan trọng bực tịch mới này nó làm cho mình căng căng nha. Mỗi điểm thân pháp đây ra tấn công cộng 1,08, 1,08 nhờ 3.000 điểm cộng thêm 3k nữa cũng nhiều nha. Bây giờ vậy là phải build theo đá thân pháp nhờ. Nếu đây thì mấy cái viên này phải build thân pháp nhờ. Đây, kháng chí mạng thân pháp. Cái hiện đại cũng vậy luôn, cái hiện đại chưa có hai dòng. Cũng căng đấy. Vậy bây giờ cái thân pháp mình phải chia điểm ra đều luôn rồi. Nếu vậy phải chia đều ra là sức mạnh thân pháp, đúng không? Sức mạnh thân pháp. Thường thường em sẽ tăng sức mạnh thể chất, còn bây giờ chơi Võ Đăng thì sức mạnh thân pháp. Khá hợp lý đấy. Bây giờ chuẩn bị vô thực chiến các anh em thôi. Xong vô coi lại cái bộ kill cho anh em. Thì cái kill này búp lên nó sẽ tăng tấn công này. Thì khi mà ở gần nó sẽ thi triển thêm cái sát thương. Cái chiêu phi kiếm này thì nó tung ra một cái đường thôi. Cái này là anh em tăng hơi thấp, theo mình là tăng lên 6 tầng là ok. Cái chiêu này chiêu lướt vào đam cũng khá cao này. Quan trọng là theo mình phải tăng cái đánh thường, tăng cái choáng đánh thường lên này. Cái tỷ lệ choáng này nó có 10 giây mà duy trì không hết 5 giây là nó quá thấp, nên tăng lại. Thôi bây giờ vô đi, xong lên phải chiến thôi, chiến mới biết được sức mạnh thực chiến của Võ Đăng Kiếm như thế nào. Xong lên, xong lên, xong lên, xong lên mà coi. Anh em đừng cản tôi, đừng ai cản tôi, đừng ai cản tôi, đừng ai cản tôi, phải xong vai trận mạc, đừng ai cản tôi. Quýnh này đây, anh kia là nay tâm giai nha. Anh tâm giai đâu, anh tâm giai cũng trâu phết nhờ. Này, đừng ai cản tôi. Có anh tâm nha này, anh tâm nha vô giống như vô. Ây à, đặt tâm nha bằng dây. Cản tôi nè, tâm nha, dí ông tâm nha tôi. Dí ông tâm nha, dí ông, dí ông, dí ông, dí ông. Chạy đi bạn, chạy đi bạn. Chạy đi anh tâm nha, anh chạy đi, anh chạy đi, anh chạy đi anh. Ôi hết rồi, anh em kia đậm hết rồi. Này tứ gia, có tâm gia phải có tứ gia. Ừ, xong, này, ông tâm nha, ông tâm nha. Ông muốn solo, nhưng mà solo sai người rồi. Mình đâu phải dạng vừa đâu, giỡn thôi bộ. Bước vô là cái này. Bước là lực lên cái này. Anh chạy đâu anh? Anh chạy đâu anh? Nhưng mà
cũng chơi hóa đang, bạn chơi hóa đang, bạn làm hóa đang, người ta gọi là hóa đang gì? Ảnh đang đợi, ảnh vô đợi trong đây hả? Người này đúng không kim đại tướng luôn. Né nhiều quá vậy trời. Tam ra chơi mình giấu kiếm để trị mình. Ở khoái lại vậy, hồi nãy nhớ ổng chơi cái tiêu gia mà ta. Để ổng đổ chí nhẫn lại đi. Ổng đổ chí nhẫn. Ổng đổ chí nhẫn lại đi. Kim này tướng nè, trời đam cao ghê luôn trời. Đam con bính quái, nói chung đam bính quái này thấy cũng cao phết luôn nhỉ. Nói kia bính không xin vô máu không, hóa đàn luôn, bó tài luôn, trâu cực kỳ luôn. Bính không vô máu hút rồi là hút sinh lực, hút lên lại luôn, bính nhiều. Bính nhiều hút lên lại hết luôn em, để không luôn. Để không cho tu tự bính không nguyên xấu này nó bị ảo ảo nhờ. Hồi nãy bính ổng còn nửa cây, giờ ổng hồi lại cây máu ra luôn. Thấy gì chứ. Nãy quýnh ổng thấy rõ ràng luôn em. Ông Kim Mạc Tướng này phải rồi. Ông Kim Mạc Tướng hồi nãy cái máu giờ ổng xuống nữa. Mình giết ông Kim Mạc Tướng đi, kệ ai quýnh quýnh gì, mình tập trung vô ông Kim Mạc Tướng thôi. Bào máu ông tướng, mục tiêu là mình giết ông sói. Có bên võ đang có hút sinh lực, hút nội lực ấy. Nên là anh em quýnh không có vô đam được luôn. Cứ dồn vô ông kia đi. Cứ dồn vô viên sói thôi nè. Trâu quá trâu. Mạnh thêm. Vừa trâu mà vừa mạnh nữa. Giờ cứ dồn vô ông viên sói thôi nè. Thôi đang đợt này cũng mạnh kinh luôn á. Trời nghĩ sao hạng 2 luôn. Nãy giờ ai giết ai. Ai chiếm hạng nhất của tôi rồi. Tiêu giao gồng trời ăn hạng nhất của mình rồi. Quá đấy, hết sức luôn ông kia. Trong lúc tôi lo đánh nguyên sói thì ông lại cướp hạng của tôi. Tại sao lại như vậy hả rồng trời? Ông rồng trời chơi gì không đẹp. Thôi mình phải đi ra mình lấy lại cái hạng nhất mới được. Chứ để ông mang hạng nhất là đâu được. Vô đây quýnh một cái. Cho ông Tâm ra dí ông rồng trời đi. Dí luôn rồng trời kìa. Dí mình hoài với ba. Trời ông kia bất tử luôn ghê vậy. Sói tiếp. Mục đích là dụ hoạt của Tăng Gia và Tăng Gia cũng trâu phết luôn nha đây này. Đó kế ông sói ở đây, mình quýnh ông sói cho dễ xíu. 3 phút nữa chắc quýnh kịp. Sắp giết được không chưa ta? Kế máu xuống 2 phút không biết kịp không nhờ. Không ai phá thì chắc kịp. Mấy anh em đi vô khác đi cho mình đánh tướng mấy ông nội ơi. Mấy ông này thì chứ, về chỗ khác cho đánh tướng đi mà. Tướng à,
này, cố lên cố lên, kịp kịp chắc kịp. 1 phút 42, 1 phút 42 chắc kịp anh em, 1 phút 42 chắc kịp. Cố lên cố lên cố lên cố lên, tính là đam cũng cao anh em, đam cũng tám mấy liên tục. Đúng nam kinh phết luôn nhỉ. Chưa kể là có thêm mấy cái hiệu ứng khác nữa, búp đam lên đồ cái kiểu cũng ngon ấy, kinh anh em. Xong vô cái 400 mấy ngàn. Hôm nào đẩy mình ra ngoài vậy? Để tôi ăn tướng mấy tí, còn có 50 giây chắc kịp mà đúng không? Ừ kịp nữa. Ông cung lôn kia thiệt tình chứ, không biết nói sao ổng, giờ mình đâu giết được ổng đâu. Mình nhích ra cái là mình nhích lên cái thôi là nguyên anh em kia kéo vô. À ổng chạy lên em. Ổng chạy rồi. Ok ok, 20 giây kịp không ta? Kịp, chắc kịp mà. Trời ơi, còn bị đẩy ra nữa, 15 giây, không kịp nữa. Xui này thì ông nào đẩy ra ngoài ấy. Thì chịu không kịp luôn ấy, phải thì không ăn đụng tướng nữa, cay thiệt luôn. Đẩy ra ngoài hai ông kia. Khó chịu quá. Thì anh em thấy là việc mà phải đăng kiếm bây giờ, nếu mà ở level thấp thì nó không mạnh, nhưng mà ở level cao nha, ở level cao khi mà đá đồ đầy đủ ấy, thì theo mình sức mạnh phải đăng kiếm bắt đầu nó mạnh hơn rất là nhiều nha. Đặc biệt hơn là cái việc mà bây giờ nói về cái choáng ấy, theo mình nó tăng cái chiêu mà đánh thường ấy, choáng nó cao hơn tí xíu hợp lý nha. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em cần làm video các vấn đề trong game hoặc là ốc hoàn trả hoặc là thu mua bán cái link thì cứ liên hệ mình nha. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.